OK, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này đứng tôm. Hôm qua thì mình có làm hôm trước thì mình có làm clip nướng mực rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này nướng tôm cho mọi người xem nhé. Đèn. Tại mình đã ướp tôm rồi. Ướp tôm mình giống mực ấy các bạn. Sa tế này, rồi tỏi này, rồi ớt này. Đấy, đơn giản thế thôi. Mình sẽ xiên cho tôm cho mọi người xem nhé. Đây, đây sẽ là tiết mục của là quéo con tôm. Hay ya, holy hấp. Là con quéo này. Ui. Sợ lòi qua bên này thế nào nhỉ? Vô lý. Từ bình tĩnh, mình phải đâm lại cho nó chuẩn xác. Đấy, như thế này thôi mọi người ạ. Em ơi, sao em bò. Đây là lần đầu tiên mình làm clip nướng tôm với các bạn. Mình thì ăn rồi, nhưng mà nhà hàng họ làm cơ chứ mình chưa làm tay bao giờ hôm nay. Đây. Hôm nay mình quyết định làm clip này nướng tôm cho các bạn xem nhé. Thấy chưa? Tí nữa là khéo tay thì hay làm. Mình không khéo tay nhưng mà mình vẫn hay làm. Vì thế các bạn đừng có lỗi lý do là không khéo tay mà không làm nhé. Có lười nhá. Lười nhá, quen thần. Hừ lắm luôn. Nghĩa là đâm một cái mà xuyên qua tay mình không trời. Hơi ghê ghê các bạn. Đây các bạn. Tôm này thì mình mua nó còn sống nha. 200.000 ký, mình mua 1 ký. Nói chung là mình cũng muốn làm mấy cái clip vlog. Thấy hôm trước mình làm clip nướng mực thì cũng được một số bạn. Nói chung là cũng thích thú. Nói chung là mấy bạn cũng khoái. Khoái thì mình sái thôi. Cái đầu căng, đúng không mọi người? Hợp lý không? Hợp lý. Con tôm nhỏ lấy cây nhỏ thôi ha. Ok mọi người ạ, bây giờ mình đã cắm xiên xong hết rồi. Thì ở đây là có 30 con các bạn nhé. Là 1 ký, 1 ký là 200.000 là 30 con. Mình nghĩ rằng từng này là đủ ăn à, không cần nhiều hơn nữa đâu. Nhiều hơn ăn không hết. Đó, đây, đã xiên này, các bạn thấy đẹp không? Bây giờ thì mình sẽ bỏ hang qua nhá. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Và đầu tiên làm clip nướng tôm các bạn. Xèo 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 rồi đó. Hấp dẫn rồi đó. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Thì, đấy các bạn thấy mình được chai không, bắt đầu vàng rồi đó, các bạn thấy màu nó chuyển đổi không, khoái không, khoái lắm. Mình nghĩ con tôm này mình mới nướng xong ăn chắc nó sẽ ngon nhỉ. Thôi để một ít đi, để một ớt mấy con tí nữa, tại vì hiện tại bây giờ mẹ mình không có ở đây, mình muốn để lại vài con cho tí nữa mẹ mình về rồi mình nướng mình ăn ấy luôn, cho nó nướng xong mình ăn luôn cho nó ngon. Thơm các bạn ơi, em ơi thơm quá.
Ở chung là mình hôm trước thì mình có làm clip nướng mực ấy, thì mình cũng nhận được khá là nhiều lời comment của các bạn cho mình làm clip nữa đi. Ui, đọc comment mà mình rơi nước mắt, sợ các bạn chửi hoặc là chê mình chứ. Thế là không có ai chê hết trơn mà các bạn ủng hộ mình thì làm clip nướng tôm thôi. Vừa được ăn này. Đó. Thơm các bạn. Thật sự rất thơm luôn. Thì mình ướp với cả nói chung là làm y như mực vậy ạ. Ướp này các thứ kiểu là đéo này. Nhưng mà mình nghĩ rằng thì cái này thì chỉ được thơm đúng không? Tí nó lúc nào ăn là mình phải bóc vỏ ra mà. Thế nên cho nó, nhưng mà nướng thì nó rất là thơm. Nếu các bạn yêu thích mình thì nhớ để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Các bạn đăng ký kênh ấy, thì các bạn bật, vui lòng bật cái chuông lên nhá. Tí nữa ăn trực tiếp luôn á. Bóc để ăn luôn. Xe nó máu lại. Nhưng mà nó chưa chín các bạn ơi. Cứ cho nó chín đi. Wow. Đó. Bắt đầu quéo con tôm rồi đó. Tôm bắt đầu chuyển từ cái trạng thái gọi là thư giãn xua sang cái trạng thái quéo quéo con tôm. Đấy, các bạn chỉ cần gọi là đổ lên một lượt thôi, một lượt thứ nhất là xong rồi đó ha. Đây lần đầu mình nướng tôm các bạn. Chưa ăn nên ra chưa biết sẽ ngon hay không. Ok, quét lên một phát nữa là sẽ quyết định. Đẹp lắm rồi các bạn ạ. Các bạn có thể trông thấy màu nó rất là đẹp rồi đúng không? Mà không biết chín chưa nhở? Để mình test thử chứ bây giờ mình cũng không rõ là nó chín chưa hay chưa chín nữa. Nhưng mà mình thấy nó cứ teo teo lại như thế này. Thơm lắm. Thơm. Trời ơi thơm quá trời thơm luôn. Có nên thử không ta? Mình sẽ kiếm một cái con nào chín nhất đi ha. Con nào chín nhất bây giờ? Mình sẽ kiếm một cái con nào đó test thử cho mọi người xem nha. Con này đi. Miêu 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 miêu. Đây đây. Giờ mình sẽ test thử với nha. Chín chưa các bạn? Chắc chín rồi đó. Sẽ ăn thử coi thử sẽ như thế nào. Mẹ về mẹ về mẹ về. Cái này nó muốn gọi là ăn cả vỏ quá. Thật sự luôn. Chờ đâu. Chín rồi mẹ. Ngon. Rồi. Ăn nó ngọt. Nó tại vì mình ướp này là nó có muối các bạn. Chúng ta có sa tế nên là nó mặn mặn. Vừa. Rất là ngon luôn. Đây. Mời mọi người nha. Đây mình sẽ ăn nữa. Ngon quá. Ngon. Ngon mọi người ạ. Tuyệt vời lắm. Chín rồi. Mẹ ơi. Bố ơi. Chín rồi bố ơi.
Bỏ cái nào chín rồi anh bỏ ra, bỏ một lên lên. Đây, đây nha mọi người. Mày thấy là ăn trực tiếp này sẽ ngon hơn. Ăn cả vỏ được không? Ok không? Đây nha của anh. Tại vì hồi nãy là cái con tô là mình có làm sạch rồi ấy. Bây giờ mình sẽ mình thấy ăn cả vỏ nó ngon hơn. Bỏ mấy cái chân nó đi ra nhé. Giòn tan luôn. Ngon quá. Rồi. Đã. Ăn cả vỏ mẹ. Con ăn để uống. Rồi. Ngon quá mọi người. Có bác không? Bác. Tôm nè. Ê. Bác vào ăn tôm bác ông ơi. Không. Nghe mẹ. Mẹ ăn ra thử hả? Đi nữa. Giờ mình sẽ bỏ mấy cái con tôm này qua một bên này nha, để mình bỏ thêm những cái con tôm một con sống kia qua đây nha. Ngon quá. Bác công ơi. Bác công qua đây. Qua đây ăn luôn. Qua đây ăn thử luôn, tới đây. Ngồi đây luôn. Nè. Bác rửa tay chưa? Bác cần rửa tay không? Rửa tay thoải mái. Hôm nay thử nướng tôm coi ăn nó có ngon không, mà nó ngon không tưởng. Tưởng không ngon nhưng mà ai ngờ ngon không tưởng. Bác ăn trong một con gì rồi. Có thêm hả? Đây bác công ngồi đây. Để kiếm con nào bự bự cho bác công vút cho nó sướng. Bữa nay làm đây là bác công ạ. Đấy. Xem nó có ngon cỡ nào. Cháu này nó ăn hai con rồi đó. Hai con rồi. Ngon quá, ngon. Không kiềm chế được. Mấy anh ăn không? Nướng than là nhất luôn. Ăn sao? Ăn làm tôm. Ăn cả vỏ. Đúng không? Ăn tất cả vỏ. Giòn. Ngon ra luôn. Giòn luôn. Ăn hứa. Ăn thử ông chứ. Tao ăn cả vỏ không? Đúng không? Giòn mà nó ngọt ngọt đấy bác nhỉ? Ngọt thơm. Ngọt thơm, ngọt. Vừa, không có nhạt. Ngọt. Ướp rất vừa. Lần đầu làm này mà thấy ăn cũng ngọt hết. Nhìn anh. Đấy. Ăn canh tí. Cầm này, quá thơm mọi người ạ. Vỏ bóc vỏ luôn. Đây là nó giòn tan rồi. Giòn luôn, vỏ giòn. Vỏ ăn luôn đi. Ăn thử. Hôm nay không có cay. Không cay không? Hơi à? Nói chung là ăn hơi tê tê các bạn. Ăn nó vừa. Ướp này được. Cái cho một cái ăn nổi như bà. Thấy mọi người. Khỏe. À. Cậu không thích ăn cái. Được mắt. Lúc đầu cháu không biết là cháu tính bóc vỏ ra. Các ai ngờ ăn cả vỏ luôn, thấy nó giòn. Mẹ uống không? Cái gia vị mình ướp ở trong không bỏ mà. Đúng rồi. Nó ngấm vào cái vỏ, ăn nó ngon. Nếu mà mình bỏ ra thì đấy, không ngon. Đúng rồi, bỏ ra là mất gia vị. Ngon.
hai con liền. Hai tay hai con. Hai con. Có ăn quả than cho anh con. Con bỏ mấy cái con này qua giữa để cho nó chín. Tại vì mấy con kia nó chín hết rồi. Đó. Nhưng mà phải ăn cái này phải nóng mới ngon. Để nguội ăn nó dở lắm, thế nên ăn trực tiếp ở trên này luôn cho nó phê mọi người ạ. Chứ xíu nữa mà ăn thì nó lại có khi lại không ngon bạn. Đúng rồi, bỏ ra nguội không ngon. Đúng rồi, nguội nó không ngon. Nóng này mới ngon. Ăn phải trực tiếp luôn. Rồi, nóng giòn là nhất rồi, không gì bằng. Mẹ ăn đi mẹ. Cay hơi hơi à. Hơi cay. Mẹ ăn bây giờ đi không, tí nó dở. Còn nó chín rồi. Ăn nó giòn đi. Chín rồi, trời ơi. Cái đầu của nó còn trắng xanh này. Ê, gì ăn ngon này này. Không, cái đầu này nó bên trong nó trống rỗng á. Nó xanh vậy chứ không phải là nó con nướng từ lâu rồi mà. Mấy con này mới mới. Mày ăn không? Cái này là cái đầu của nó trống rỗng à, chứ không phải. Cái đầu nó ở trong nó không có ấy. Trong nó xanh xanh. Đúng rồi, trong nó xanh xanh mấy mà. Đương ra thì không phải là nó sống đâu, nó chín hết rồi. Trong này như có trứng, đúng không? Ăn đồng tôm mà ăn mắt tôm là tốt. Cái mắt của nó. Mắt béo quá. Mắt không xinh nhê. À. Anh ngon không? Ngon quá. Tí nữa tao ăn này. Ăn gì? Cái này gì? Con ăn luôn. Uống ngọt ăn nữa. Nghe. Thôi làm nó còn này tí bố này về làm xị rượu. Cái cay mọi người ạ. Ăn sướng thế. Hồi nãy vợ mình có mua cả rau nữa cơ, nhưng mà mình nghĩ rằng không cần ăn rau đâu. Cứ thế này mà quất là sướng nhất. Sướng như cơm canh nướng vậy. Ăn còn nóng mới ngon, tí nó nguội ăn dở lắm. Nguội nó ngon không? Đấy. Ăn nguội nó ngon. Ăn giống nhà hàng. Mẹ uống đâu đi. Ăn. Không muốn để đây tỉnh là mẹ uống. Để cho mẹ uống đi, mẹ đi ăn đi con. Chính là bún nè. Cho con bún đây. Nó thích cái này. Ăn bỏ luôn. Ăn bỏ nó đi đủ ra đi. Còn nó có bỏ làm gì ra đi. Thôi để em bà nhé. Nấu hết đi. Ừ, ha. Rồi. Mẹ ăn bố không? Được không? Ừ, thôi. Nước cái than này chuẩn lắm. Nè, ngon thật. Cái thịt mà nướng than nó khác hẳn. Cái chân nó không nhận phê. Không nhận ngon thật. Ngon, không nhận ngon thật. Đấy. Hai ba. Ăn hai con rồi. Ăn con nữa đi. Không ăn cầm đấy. Cho nhau hài lòng thôi. Không phải vừa lòng đâu. Ngon các bạn. Không là. Ăn quả thân ngon. Nhưng mà mình đi ăn đám cưới là mình từng trường mình bóc bỏ hốc. Nó hốc. Thì nó bóc bỏ. Không, cũng nướng mà. Nướng như thế. Nướng chả nướng. Bóc bỏ ăn nó cũng ngon. Ăn cả vỏ về không mà. Không, chứ mua. Như là nó ướp này. Nướng ngon nè. Chứ mua à, có khi ăn vỏ ngon hơn ăn thịt. Thì đám cưới là nó đốt bằng cái bếp ga. Là một ga đâu. Không mà con tôm còn tươi mà. Tươi như thế là đốt bếp ga không bằng ai nào được. Thật đấy. Nó ngọt. Vừa. Rất là thơm. Tôm nướng than. Ăn đi. Ăn. Nóng lắm. Cần gì đấy? Cho điện em mài. Bác. Chưa biết. Con ăn cầm lấy. Bác ăn. Đi ăn đi bác. Ngon lắm. Ngon quá mọi người ơi. Mồm nói. Đây là đợt 2 đấy các bạn. 2 mà chín rồi. Còn cái chân nó làm việc. Chín chưa? Sợ chưa? Cái chân nó làm việc. Này nó đen mất rồi nè. Nó bỏ về nhà quê rồi sao? Kiểu ở đây kiểu là đi mua chắc bị va mấy phát rồi. Vâng, phát rồi. À, thế là em chắc là phải thân rồi đấy ạ. Thế là anh bảo. Con nhỏ cháu.
Thật sự ra mà nói thì mình thấy ăn ngon các bạn, ngon hơn mình suy nghĩ. Mình lúc đầu ăn sẽ không có ngon lắm nhưng mà mình này ăn quá rất là ngon luôn. Đúng quá. Ăn cả cỏ các bạn, không có bóc cỏ, bóc cỏ ăn dở dở. Dở. Cái cô bé một bên lên thắng nhưng mà cái thằng kia thì là nó đứng bên ngoài, nó có cái xe tải đứng bên ngoài, có xe đấy, còn con bé nó mới gọi là con tải thôi, còn nó một bên lên thắng nhưng mà em để ý cái sạp này, cái này em để ý cái này, xong rồi xong cái này rồi, thì rất là ngọt ngoài bên ngoài ấy, mình này nhá, sao vừa mùi ra vinh nhé, cân rất là thơm, trong là tuyệt vời. Ở trên thì mình có làm clip mà một số bạn kêu là mình làm kiểu công đoạn ướp ấy, mình sợ không ngon nên là mình không có làm công đoạn đấy, nhưng mà rất là ngon. Nếu như hôm sau mình có làm clip nướng này tôm hoặc là nướng mực ấy thì mình sẽ làm cái clip công đoạn mà mình ướp hoặc là mình sơ chế lúc đầu ấy các bạn, cho nên là các bạn xem các bạn làm giống như mình đã làm tuyệt vời luôn. Nhưng các bạn phải nướng bằng than nha, bạn đừng nướng bằng bếp ga, nếu mà nướng bằng than ăn mới tuyệt vời được, nó giòn tan luôn. Con cuối cùng hết tiêu rồi, ăn hết rồi. Lời cái gì đâu, lời sao mà các bạn? Hay là đây là con cuối cùng nha. Sau khi mà mình đã làm từ A đến Z, từ Z đến A thì một con một cái này thì mình sẽ ăn nữa. Thôi thôi nha. Không ăn đâu. Nó cần chậm mà thôi. Trần chân ngày bác dụ có cần 170 ra kia, 172 nó bán được rồi, nhưng trần chân nhật rồi. Và quay ký, một ký của nó đã 172 rồi. Đúng rồi. Thấy chưa? Đã có 172 nghìn rồi. Đấy một con dê coi nói chú đấy, một ký thôi. Nó đã có 172 nghìn rồi, con dê được rồi. Thế mà con dê cái nọ kia nó có 120 mấy ngàn. Đấy, gần một ký rồi, chú biết là chỗ nào. Một hòn năm thơm này có sẵn là sàn ăn coi là ký 2 đến ký rưỡi, nó đủ. Chú đừng có đùa. Nó cần thế là không cần nhiều. Mà chú không bao giờ phát hiện ra mà này, chú lại rất vô tư. Đấy, nó lại rất vô tư đấy đấy. Ông muốn làm này không mất một tí nào hết. Còn mấy vụ chú thì ok, chú này mình đã ăn từ A đến Z. Quay clip cho tất cả các bạn xem rồi. Nói chung là hôm nay nướng tôm này mình thấy rất là thành công luôn. Ăn rất là ngon. Không biết thì nó làm sao mà nhưng mà ăn thấy thể đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Nếu như mình hôm sau mình có làm clip nướng tôm thì mình sẽ quay từ cái lúc mà mình cầm tôm về sơ chế rồi ướp với các thứ kiểu là điều nhá. Cái ăn này rất là ngon luôn. Nếu bạn nào đã làm rồi thì comment cho mình biết nhá. Còn bạn nào mà chưa làm thì hôm sau mình sẽ làm. Làm y chang mình. 14 kg mà có lắm. Rồi, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye. Hay quá.